sao anh bịt miệng tôi, nếu anh không phải độc tài ác nhân? Tại sao anh bịt mắt dân? Phải chăng anh muốn dân hèn mãi sao? Tại sao anh bỏ tù tôi? Chắc anh run sợ sự thật dấy lên. Tại sao anh mãi hung hăng giết bao triệu người chưa vừa hay sao? Tôi sẽ hát, hát thay hồn lương dân chết oan, hát thay người trong chốn ngục tù đòi dân chủ tự do nó. Tôi sẽ đứng đứng lên cùng muôn dân đấu tranh, phá gông xiềng ca vang nhân quyền, diệt gian ác giải phóng quê hương. Tại sao anh bịt miệng tôi, nếu anh không phải độc tài ác nhân? Tại sao anh bịt mắt dân? Phải chăng anh muốn dân hèn mãi sao? Tại thật dấy lên, tại sao anh mãi hung hăng giết bao triệu người chưa vừa hay sao? Tôi sẽ hát, hát thay hồn lương dân chết oan, hát thay người trong chốn ngục tù đòi dân chủ tự do nó. Tôi sẽ đứng đứng lên cùng muôn dân đấu tranh, phá gông xiềng ca vang nhân quyền, diệt gian ác giải phóng quê hương. Tại sao anh bịt miệng tôi, nếu anh không phải độc tài ác nhân? Tại sao anh bịt mắt dân? Phải chăng anh muốn dân hèn mãi sao? Tại sao anh bỏ tù tôi? Chắc anh run sợ sự thật dấy lên. Tại sao anh mãi hung hăng giết bao triệu người chưa vừa hay sao? Tôi sẽ hát, hát thay hồn lương dân chết oan, hát thay người trong chốn ngục tù đòi dân chủ tự do nó. Tôi sẽ đứng đứng lên cùng muôn dân đấu tranh, phá gông xiềng ca vang nhân quyền, diệt gian ác giải phóng quê hương. Tôi sẽ hát, hát thay hồn lương dân chết oan, hát thay người trong chốn ngục tù đòi dân chủ tự do nó. Tôi sẽ đứng đứng lên cùng muôn dân đấu tranh, phá gông xiềng ca vang nhân quyền, diệt gian ác giải phóng quê hương.